Đi được không anh hai? Cố gắng à, từ từ nha. Đường này nguy hiểm lắm á. Cô ơi! Đó. Trong đưa bị nó cùng đi hai độc bị nấu ăn. Phần quà nữa lên đây để cho bạn bạn này và một cái hộ ở bên kia. Em đem cái phần, một cái phần như thế này nè, đem về cho bé ha. Còn một bao gạo nữa đâu? Bao gạo mới đem vô đâu? À, rồi phần bên đây để bên đây. Rồi vậy ha. Anh em mình sẽ qua bên kia, anh hai cầm máy chắc nhờ bạn bên đây mình đi qua cái nhà bên kia tí xíu. Rồi cái phần này là hết 5 phần ngày hôm nay chưa anh? Hết rồi đúng không em ơi? Ôi sao, tại sao mà ở trên cao như vậy? Cơm đeo nắp leo dốc này no luôn. No luôn hả? Ai có người mệt hả anh? Mệt đi không quay mệt. Hả, nói luôn hả? Cầm này đây em cầm cho. Khó thật. Đây. Nè. Hả? Đây con bán cái gì? Thầm lắm. Đây. Đây. Đi hướng nào? Em đi trước đi. Trời ơi. Ui. Cái này là đỉnh đồi luôn rồi. Ui. Nè. Ui. Hả? Ui, hả? Cái này mà nhậu say là đi khắp, mình biết đi. Có ai không? Có. Có một cô nói ở bên đó. Cô ơi. Đó. Ui. Ôi sao đi đứng đó được? Lạc được rồi, lạc được rồi. Qua đây. Anh lên được không? Đấy anh bước đây. Nhà mà không có đường đi luôn. Trời ơi. Ôi. Bực khẩm nguy hiểm quá. Ngồi xuống đi, ngồi xuống anh nè. Cho em nghĩ mệt không? Cô bác quý chị nhìn bên đó kìa. Hả? À. Nhìn bên đây nè cô bác quý chị. Còn bên đây là có ngôi nhà nè. Trời ơi. Tại sao có thể sống ở trên này được vậy? Hả? Phụ anh với. Ở lát nữa xuống núi xuống đường nào? Đi đường này xuống hả? Đi đường đây đường này. Sao cô sống chỗ cái gì đâu mà nó. Rất là nhiều ngôi nhà treo leo. Rồi. Xách vụ anh với. Đi ha.
Đi được không anh hai? Cố gắng à, từ từ nha. Đường này nguy hiểm lắm á. Có con cún. Cô có nuôi gà mà. Dạ. Cô ở một mình thì không? Sao con nghe nói cô ở 5-6 người? Phải 3 người thôi. 3 người thôi? Ừ, 3 đứa con, một đứa mẹ. 3 đứa con đã mất tiêu rồi? Đi chơi hết. Chơi hết, con của cô, con lớn nhiều tuổi? Con cứ 5 tuổi, về 4 tuổi, về 6 tuổi. 5 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi sao đi chơi được? Chơi được chưa? Sao lội núi được? Được chưa? Còn à, mình nuôi mà. Cô tối ngủ đây luôn hả? Ừ. Ngày nấu ăn nấu uống ở đâu? Ừ. Nó ăn ở đây hả? Ừ. Con giống như ở đây là cô cái trại của cô vậy. Nhà này. Nhà cô ở đâu? Nè. Nhà đây luôn hả? Ừ. Này cô ăn cơm với gì? Ăn cơm với đậu bí. Đậu bí? Ừ, thế đó. À, lại bị đó. Chồng của cô đâu? Mất rồi. Mất lâu chưa cô? Mất 6 tháng này rồi. À, sao mất á? Bị ung thư. Ung thư hả? Ừ. Ung thư gì cô? Đó là mầm tiệp. Ung thư gì hả cô? Bị thằng này này. Ừ. Cô này là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc gần 30. Gì ba mấy? Bung mấy. Đâu đâu, con lấy tài xử coi, con coi thử coi. Cô. Thế con cước bất chủ. Đâu có thề đâu. Thề dây lẳng mà. Đâu có cầm đi đâu hôm nay. À, cô ngồi xuống đó đi, cô ngồi xuống đó luôn đi. Cô nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm hay gì? Ừ, chuẩn bị nấu cơm. Chuẩn bị nấu cơm hả? Ừ. Chiều nay cô ăn đột bí nữa hả? Ừ. Ừ. Đột bí cô hái về chưa? Chưa, đang chuẩn bị nấu cơm xong, chung đứa bị nấu cơm. À. Đi hai đột bí. Hai đột bí. Nấu ăn. À. Gà này là của mình nuôi. Ừ. À, cô nuôi nhiều gà quá nè. Ừ. Còn lại còn đi nuôi chơi. Đồ chơi hả? Què. Ừ. Què trong nhà không có gà nữa. Ừ, người ta lên què. Ừ, trong nhà không có gà, không có cái gì hết. Nuôi gà đại, không có bò thì mình nuôi gà. Không có gì, không có bò thì nuôi gà. Thì đó. À. Nước suối này là cô tự xách hả? Ừ, đi mang bên suối kia. Ừ. Mang lên. À. Mưa xuống thì mưa xuống thì hứng nước mưa. Ừ. Cô là người đồng bào Dắt Gây luôn. Ừ, đồng bào Đắk Lây. Đắk Lây. Ừ. Tối ở đây có điện gì không cô? Không. Dạ hả? Không có điện đâu. Con thấy cô giống như là sống một mình ơn vậy. Ừ. Sao như vậy? Đây thời tiết giờ rất là hầm hả cô bác anh chị? Cực kỳ oi bức luôn. Cô tên gì? Đem. Đem. Dạ. Và mấy cây gừng này là sao cô? Mấy cây gừng đó, mấy ông đó gây chỗ này. Dạ. Mấy ông kia nó gây bên này. Gỡ hả? Ừ. À. Cái tụ đó. Để làm gì? Hàng rào. Làm hàng rào. À. Cô nhóm lửa lên là chuẩn bị nấu cơm hả? Dạ. À, đất này là đất của mình hết hả cô? Ừ. Ủa đất của cô rộng quá mà. Đất này đất của mình không. À, do cô khẩn quan cô trồng hả? Ừ. Đất đồi. Ở nồi cơm của cô đây hả? Ừ. Cô nấu ăn tại chỗ này luôn. Ừ. Tắm ở đâu cô? Tắm bên suối. À, lại suối tắm luôn. Rồi sao cô không xuống đồng bằng cô ở cho nó khỏe mà cô sống ở trên đây cô mình? Nghe tiếng xe. Hả?
Hả? Nghe tiếng xe không chịu xuống. Nghe tiếng xe không chịu xuống? Ừ, nghe tiếng xe qua đêm hôm tôi ngủ không được. Ở đây tối ngủ thì cô có lo lắng gì không? Thì tối nay mình ngủ im. Ừ. Sáng sớm làm cỗ bắp, làm bơi bà. À. Ngủ dưới làng ngủ đâu cũng được đâu, xe đi nghe lung tung lung tăng. Ấm ấm, đâu ngủ được đâu. Yeah. Ừ. Đâu cho con vô nhà cô được không? Vui. À, ở đây có xì dầu rồi nước mắm thôi nè. Ừ. Người ta tặng cho mình hả? Người ta cho. Người ta cho. Ừ. Có khoét một cái cửa sổ kìa. À. Làm trên đèn cho nó mát. Dạ. Mới về cho nó mát. Cho mát đúng không? Ừ. Đây là đồ cô để đây. Ồ, nhưng ngôi nhà của cô làm ở trên lợp lá hả? Ừ. Ồ. Người ta nói lá dầu. Lá gì? Lá dầu. Ồ, sao lợp lá nhìn đẹp vậy? Mưa có dột không cô? Không. Cô có vậy thấy không? À, đây là những cái lá nè. Những cái lá được xếp lại. Ngôi nhà này là cắt rất là kỳ công chứ không phải giỡn đâu nha. Hả? Hái từng lá đem lên hả cô? Ừ. Hái từng lá đem lên mà rồi. Cái này là cô mướn người ta hái hay gì? Mướn người ta hái á. Mướn người ta hái hả? Ừ. Mướn người ta hái, mướn người ta làm đó. Rồi người ta làm cho mình luôn. Ừ. Vậy là coi như là cô nhà giàu ở trên núi rồi. Ừ. Nhà giàu phải nhà. Đúng không? Hả? Phải không cô? Cô là coi như là đại gia sống ẩn mình ở trên núi rồi. Ừ. Phải không? Hả? Đi già cái nhà xéo bây giờ. Hả? Hồi con thấy có đeo vàng nữa kìa. Vàng bè hả? Hả? Kìa cái vòng vàng kìa. Chị bố sẽ đổ. Dạ. Chuyện đâu mà nè nữa. Tôi ngại hả? Ngại sao vậy? À. Thôi cô mắc cỡ. Nhưng mà thôi thì ngày hôm nay đến đây thì cũng hữu duyên rồi. Nói chung là cuộc sống của cô như thế nào mình cũng không biết được. Nhưng mà vận chuyển đồ vô đây thì cũng rất là khó khăn. Mà cô không biết là sao cô vận chuyển đồ lên đây được á. Cô ơi, ở đây là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ gửi cho cô 5 cái gạo. Cái này là cá khô. Với lại bên kia nữa. Rồi con của cô đi đâu rồi? Đi chơi hết rồi. Đi chơi. Này là có mì hả cô ha? Đây mì, đây sữa. Rồi đây có nước tương, xì dầu. Ha. Ở đây là chai nước suối cô bác không chị? Chai nước suối này uống hết rồi. Này cô nữa cô rửa lại cũng được rồi. Rồi với lại bánh. Ha cô ha. Cảm ơn. Gửi cho cô để cô dùng. Tại vì vận chuyển đồ lên đây cũng khó khăn lắm. Cô nhận cho vui. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn hả? Vui không? Vui sao? Ôi sao cô mắc cỡ vậy? Mắc cỡ sao vậy? Hả? Mắc cỡ vậy? Thấy người nào mắc cỡ hả? Ừ. Cô ơi! Sao mắc cỡ? Mắc cỡ sao vậy? Mắc cỡ. Nhưng mà cái có nhận được quà cô vui không? Vui mừng và tặng quà tới nhà. Dạ. Mừng mẹ đưa ai giờ mình sẽ đợi đây đi. Dạ mình được bằng quà tặng nhà, tặng quà bên nhà mừng cảm ơn. Dạ cô trò chuyện không biết nói chuyện, không biết nói chuyện. Thôi thì hôm nay đến đây cũng chiều muộn rồi cũng cho thì mình ăn, không cho thì thôi. Dạ con biết rồi, con nói vui với cô vậy mà hai con đừng buồn con nghe. Nó với cô đừng giận, đừng buồn. Nói. Con đừng giận, đừng buồn con nghe. À con chào tạm biệt cô ha. Cảm ơn lại cô. Cảm ơn. À thôi thì thưa với cô bác quý anh chị là thật ra thì bà con đồng bào ở đây sống cuộc sống cũng rất là vất vả luôn. Không có sung sướng như mình nghĩ. Nhà này là lợp từ những cái lá được xếp nhau nè cô bác anh chị thấy không? À. Cái lá này nếu như để im gì là sử dụng lâu lắm. Mà mát nữa. Cứ lá này cứ 5 năm nữa mới hết.
5 năm nó mới thai lần. Mà thai cũng cực lắm, mà cắt trên ngôi nhà này cũng vất vả lắm, không phải đơn giản đâu. Coi như ngày hôm nay thì anh Lê Quang Nhiêu ủng hộ á, tiền á, ngày hôm nay thì vừa hồi chỉ mua mới mua một ít phần quà mới trao được có 5 hộ thôi. Nhưng mà từ sáng đến giờ di chuyển rất khó khăn. Ở ngay tại những cái tỉnh duyên hải miền Trung như thế này đa số địa hình là đồi núi. Việc đem quà lên là một điều gì đó rất khó. Rất khó, thật là rất khó các bác các chị. Đi chợ thôi có tiền mà đi chợ cũng khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị rất là nhiều. Và hẹn cô bác của anh chị ở những video clip khác về những hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Ninh Thuận nói riêng và ở miền núi nói chung. Chân thành cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ. Cảm ơn quý cô bác của chị, quý mạnh thường quân rất là nhiều. Bye bye.